Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017. Đến dự lễ phát động có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh đã ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh số tiền hơn 600 triệu đồng trong ngày đầu tiên của tháng cao điểm vì người nghèo của tỉnh. Trong năm 2016, quỹ vì người nghèo cả cấp đã vận động được hơn 7,8 tỷ đồng, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo số tiền hơn 9 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ sửa chữa xây dựng 328 ngôi nhà, hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 300 hộ nghèo, tặng gần 2.000 phần quà cho học sinh nghèo và hỗ trợ 252 lượt người nghèo chữa bệnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động phong phú đã thiết thực vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ về cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Chương trình ủng hộ quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội đã được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ vậy đã góp phần tạo nên nguồn lực quan trọng để nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban vận động quỹ vì người nghèo cả cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ, thực hiện các biện pháp để đảm bảo 100% hộ nghèo được thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện an sinh xã hội, giúp nâng cao đời sống cho người nghèo. Sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã tiến hành ủng hộ quỹ vì người nghèo. Số tiền ủng hộ được trong ngày đầu tiên là hơn 600 triệu đồng.